Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hiện tại thì chúng ta đang chơi một con map có thể nói là rất là bựa luôn các bạn ạ. Map này thì có tên là Đại Chiến Among Us các bạn. Hiện tại là Mèo Pèo bị biến thành con Among Us màu cam này đó. Trông nhìn dị thực sự các bạn ơi. Hiện tại là mỗi bên đang có 3 người đấy. Team 3v3 6 người mình nghĩ là hợp lý nhỉ. Đợi 10 người mình nghĩ map này mà 10 người mình nghĩ là hơi bị to quá, hơi bị rộng quá, không biết là chơi được không các bạn ơi. Map này thì nhiệm vụ của chúng ta từ từ không thấy có thông tin map hay cái gì ta. Hình như map này chỉ nhớ là của Arthur hay sao ấy. Tôi chỉ nhớ là map này của Arthur thôi. Còn là cái map này thông tin map ở đâu được không rõ. Ủa sao nhiều người có skin Mèo Pèo vậy? Ủa mất đời heo. Đây rồi, cuối cùng thì cũng có thêm vài người ấy rồi. Ô đây 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 có hình Arthur ở đây này. Không biết là thông tin map xem ở đâu ta. Không đi được các bạn ạ. Đại loại thôi kệ đi. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký và cho đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Và nhớ cho phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của Mèo Pèo cũng như về hashtag là thăng Mèo Pèo và thăng bí tim nữa các bạn nhá. Ôi, không biết là cái map Đại Chiến Among Us này chơi nó như nào nhỉ. Mèo Pèo bị biến thành Among Us các bạn ạ. Ôi trông nhìn cute phết đấy chứ. Ui giời ơi, anh em mà quay đứng đây xếp hàng tí này đây. Bạn đứng đây chụp ảnh cái đấy. Trời ơi. Đứng đây, 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 đứng đây. Đấy, làm quả ảnh, làm quả ảnh. Không làm bắn đây. Ở chấm, ok. Không bắn nhau. Ôi ôi. Ê, anh em qua đây chụp ảnh nào. Đấy. Nào. Không bắn nhau. Không chat. Kìa, kìa, kìa. Đâu, đâu, các ông qua đây chụp ảnh nào. Ra đây làm quả ảnh này. Trời ơi. À, cái map này chạm vào người nhau sẽ bị văng ra ngoài các bạn ạ. Sợ thực sự. Nó còn thế nữa. Đây, tất cả đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Ở đây có nền đen này. Thế, trông nhìn hợp lý phết. Ê, cái ông màu xanh vào đây. Cái thanh niên màu xanh rồi. Ui, ui, trông nhìn cũng cute đấy các bạn ơi. Ok rồi, vậy là chúng ta đã có một cái kiểu ảnh Among Us rồi các bạn ạ. Đây, hiện tại, ui, phòng full 10 người này. Ngon luôn. Hiện tại là phòng đã full 10 người rồi các bạn ạ. Bây giờ thì chiến thôi đấy. Đấy, đủ 10 người rồi mà. Thế thì chuyển luôn các bạn ơi. Ok. À, bây giờ thì bắt đầu nhá. 10 người rồi thì chuyển luôn. Ok. Nhiệm vụ của chúng ta hình như là phải kéo phải. Ôi tôi vào chết rồi. Alo. Điều này đúng không? À, nhiệm vụ chúng ta là phải có thể kéo đối thủ hoặc là ném đối thủ văng vào phía này đây. Nếu như chúng ta bị văng vào sau này đấy, chết luôn. Đó. Cái này có khả năng đẩy này. Bóng này nó có khả năng đẩy đối thủ xuống dưới. Hoặc là các bạn phải kéo đối thủ xuống dưới. Thôi, cách nào cũng được. À, ôm vào đây. Ờ, này Mèo Pèo tim đỏ đúng không? Mèo Pèo đỏ. Đây thì đội đội. Này bị đẩy ấy, đẩy mày. Ôi, hỗn loạn quá, hỗn loạn quá. Ui, nè nè nè. Ui mày thế tí nữa thì mình rơi xuống dưới các bạn ạ. Sợ quá, sợ quá. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Giờ sao lưng rồi chết luôn đấy. À, có kéo này. Tổ mày. Qua đây chơi. Chết luôn. Hay không? Qua đây chơi. Hay quá. À, mông ú. Thì à, mông ú này. Ui, không lên được kìa. Càng đấy, càng đấy. Ui, không đến kìa. Này thì một thanh niên xuống vực em. Vào chơi em ơi. Qua đây chơi em ơi. Qua chơi, qua chơi em ơi. Qua chơi em ơi. Hay thì này thì đẩy xuống dưới, đẩy xuống dưới, đẩy xuống dưới, đẩy xuống dưới. Ui, hỗn loạn quá, nhiều bóng quá. Ai cái gì ấy? À, em bắn à? Úi giời ơi. Thế là xuống dưới, xuống dưới chơi, xuống dưới chơi. Này thì, này thì, này thì xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới. Ui giời ơi, này thì xuống dưới, xuống dưới, đẩy xuống dưới. Ây, xuống dưới. Ui giời ơi, lát này chơi vui phết các bạn ạ. À, map mới của Arthur khác đỉnh cao đấy. Lát nữa không để cửa hơi phí. Này thì xuống ruộng, xuống biển, xuống hố, xuống hố, xuống hố. Ui, không xuống hẳn ghê vậy. Không xuống luôn kìa. Ui, tí rơi, sợ quá. Ui, bị ông này xuống dưới cho tôi. Đó, xuống dưới, xuống dưới nước, xuống dưới nước. Ui rồi đi luôn. Qua đây chơi em ơi, qua đây chơi em ơi. Cú giờ bơ chạy đâu. Này thì, này thì, ui dồi ôi, xuống nước đi luôn bạn ơi. Ui, chơi game này vui phết các bạn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đẩy đối phương hoặc là kéo đối phương xuống vực. Hoặc là đẩy thẳng vào hồ nước này đấy. Đẩy vào cái hồ nước này là cũng chết luôn đấy bạn nhá. Này, này, đẩy em, đấy, đẩy em, đẩy vào hồ nước này. Ui, ui, bì, không kịp đẩy các bạn ạ. Càng đấy, map này chơi cũng vui phết các bạn ơi. Ơi, ông đấy, sói cận này, sói cận, thầy,
sói cận này thì sói cận quay chân á. À, ui càng đấy mắt này chơi vui phê các bạn ạ. Ui team kia chiến lược kéo kéo ơ này thì đi luôn. Ui rồi combo vừa kéo vừa đẩy. Ui đi bắn này đẩy khoác. Ui ô đẩy kinh thế, mắt này chơi càng đấy. Hiện tại là Hà Nội đang khá là lạnh các bạn ạ. Thời tiết khá là lạnh mình đang phải quàng khăn này. Vừa quay video vừa quàng khăn các bạn ơi. Lạnh quá, lạnh quá, xuống dưới em ơi. Úi dồi ôi, đẩy quả thốn thế. Ảo lòi phết các bạn ạ. Báp này chơi ảo lòi thực sự. Này thì mì. Qua đây chơi em ơi. Đi đâu em ơi. Xuống dưới em ơi, xuống dưới đi em ơi. Qua đây chơi đi em ơi. Ui bồ ôi, mấy ông đẩy kinh quá. Đẩy kiếp thật các bạn ơi. Map này mấy ông này đẩy kinh quá đúng rồi chứ lại. Đẩy này, đẩy này, đẩy này. Đẩy này, đẩy đẩy đẩy, dâu nhất đây. À, mình sẽ đứng sau sau thùng này. Rồi, mình sẽ đứng sau thùng. Đứng sau thùng thì không lo bị đẩy đúng không? Này, xuống dưới luôn, ui bì. Càng đấy, từ từ. Có chỗ nào núp không nhỉ? Đây đây đây. Đứng đây này, đấy, đứng đây này. Đứng đây thủ. Đó, đứng đây thủ. Ó, đứng đây thủ bạn ơi. Ui, đứng đây thủ hợp lý luôn. Ui, chú ơi thủ không sợ đẩy xuống dưới các bạn ạ. Ai đấy nhỉ? Này thì ui, game này ảo phết các bạn ạ. Ảo lo thực sự. Xuống dưới chơi đi bạn ơi. Xuống dưới chơi bạn ơi. Xuống dưới chơi đi. Tông lên. Qua cầu, qua cầu. Qua chơi luôn. À thơ. Ui, bì. Sao không qua nhỉ? Không đủ đà bạn ạ, không đủ đà thế mới cay chứ. Không sao. Ôi trời, chết. Này thì làm sao? Làm sao hả? Làm sao? Ui đẩy ghê thế. Đẩy kinh quá. Mấy ông đẩy kinh quá. Team mình không biết chơi sao ấy. Team mình đổ hết rồi, anh em team mình đổ hết rồi. Ui bởi vì không đủ đá bạn hả? Thế mới cay chứ. Ôi kệ vậy. Mình... Ui gì em ơi? Cay ở đây. Ui đè ship à? Kinh ấy. Hình như đè ship vậy đâu. Đè ship với mẹ đẩy mà. Map này có vẻ thốn phết đấy các bạn ạ. Trời khá là vui đấy. Ăn gà này đúng rồi. Tại sao nó không ăn gà nữa? Ôi what the hell? Không di chuyển được luôn các bạn ạ. Sợ thật. Ông kia còn đẩy mình còn không di chuyển vào cái máy bắn được cơ. Thằng đấy team kia thắng kìa. Ôi sao tự nhiên team kia đông thế? What the hell? Ủa sao tự nhiên team kia đông một cách lạ thường vậy? Ôi vô lý. Sao spam nhiều bóng vậy? Ui mấy thanh niên này chỉ có đánh mình thôi. Chơi bẩn thực sự. Chỉ có nhằm đánh mình thôi. Cay cú. Cay cú. Ui sao không bị rơi nhỉ? Ủa mấy hôm này không bị rơi các bạn ạ. Sợ thật. Không biết là mua cái gì mà không bị rơi các bạn ơi. Ui chơi ghê vậy. Chơi không bị rơi luôn ạ. Vãi nổi thật. Chơi kiểu gì không bị rơi luôn. Sợ thật. Mấy hôm này không biết chơi cái gì mà không bị rơi luôn các bạn ơi. Mèo đánh kinh quá. Đây rồi. Mèo béo đây rồi. Mèo béo tham chiến. Mèo béo tham chiến. Em góc này rồi. Em góc. Làm sao. Đánh hộ. Ui dồi. Mèo béo đứng trong góc bên này. Ôi nhưng mà team mình phế thế rồi. Thanh niên Suki kia đánh kinh vậy. Mất tiêu. Hình như thanh niên Suki kia là không bị đẩy hay sao ấy. Mình thấy thanh niên Suki kia gần như là không bị đẩy các bạn ạ. Sợ thật. Gần như là không bị đẩy luôn các bạn ơi. Ui thanh niên Suki kia là không bị đẩy rồi. Chơi kiểu gì không biết. Ảo diệu thực sự các bạn ạ. Xuống dưới. Ok lùi góc tiếp. Hay quá. Này thì Hey. Rơi đi. Hey. Ui tìm bạn khỏe quá. Thế nên Su kia kia hình như không bị rơi. Đứng mãi bên kia kìa. Nãy giờ toàn đứng bên kia bạn hả. Gần như mình thấy không bị rơi luôn. Đánh ảo thực sự các bạn ơi. Ui mình nhớ mình vừa đẩy thanh niên kia ở dưới mà không bị rơi à? Ủa sao không bị tính điểm nhỉ? Đấy mình vừa đẩy thanh niên Su kia vừa kìa mà không được tính điểm bạn ạ. Ủa vô lý là như nào ta? Ủa là này mình vừa đẩy thanh niên Su kia xuống vực mà không bị tính điểm bạn ạ. Chả hiểu kiểu gì luôn. Này thì
Này mày, phản công! Anh em, team mèo béo phản công! Team mèo béo phản công! Qua đây chơi em ơi! Qua đây chơi em ơi! Qua đây chơi em ơi! Xuống vực, thôi, ơi, càng đấy thôi. Thì mạng kinh quá, thì mạng kinh quá. Ép góc của chúng tôi, ép góc của chúng tôi, ép góc của chúng tôi. Này bì, ôi, mình giết team bạn mà không được điểm kia, vô lý thực sự bạn ạ. Bố, sao lại không được điểm, ôi bì, căng quá. Nói chung cái game này chơi vui là chính thôi bạn ạ, chứ thắng thua thì cũng chịu à. Này bì, ôi đấy, thế không, giết người không được điểm kia đó. Chả hiểu kiểu gì bạn ạ, mình cũng không hiểu vì sao luôn, thế mới cay chứ. Giết mà không một điểm ạ, tôi kia mới có điểm. What the hell? Oh, what the hell? Bắn hai lần luôn, game tấu hà thực sự bạn ơi. Cái này là tính điểm kiểu gì mình cũng không rõ bạn ạ. Ok luôn nha, rồi. Ôi, bắt cái này rồi. Ủa, ôi, không một điểm kia thế không? Mèo béo đây đẩy người xuống không một điểm ạ. Ôi, bị hỏng cái này rồi này. Rồi sao rồi, bị hỏng cái súng rồi, bị hỏng cái nỏ phản lực của các bạn ơi. Giờ sao nhở, cay thực sự. Này thì hơi 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 xuống dưới xuống dưới này. Ui khó quá. Nhiều lần mình đẩy đối phương dưới rồi mà không phải tính điểm, cay thực sự các bạn ơi. Này thì ui, chơi khó thực sự, đối phương đánh mình thì được điểm mà mình đối phương không được điểm, chả hiểu kiểu gì bạn ạ. Mong rằng Arthur nhớ sửa lại cái lỗi này nhá. Chưa kiểu mất cả súng này, what the hell. Mất được cả súng mà không hiểu chơi kiểu gì luôn các bạn ơi. Ok rồi, nói chung là cho team bạn thắng vậy, chịu luôn đi. Mình đẩy đối phương phải chục lần xuống nước rồi mà không tính điểm đó. Hình như cái bóng này nó không gây sát thương cho nên là không tính điểm hay sao ấy. Thế mới cay cơ. Không hiểu tính điểm của gì đấy không? Đấy, mình vừa đẩy thanh niên xuống dưới này mà không có điểm này. Không hiểu nó không ghi là mèo béo đã hạ gục các bạn ạ. Mà còn mất cả cái súng móc ấy, thế mới cay. Chả hiểu tính điểm của gì luôn. Nói chung là map này cũng là mới mà, cho nên là cũng chưa sửa lại hết đâu. Map này hình như là mới cập nhật ngày hôm nay luôn hay sao ấy. Mình cũng không biết như nào các bạn ạ. Ok, chắc là để cửa map này đã. Mong rằng là sau này là sớm sửa lại. Hình như là do cái bóng này không gây đam, do cái bóng Pokemon không gây đam cho nên là nó sẽ không có điểm khi mà kể cả đẩy đối phương xuống vực ấy cũng không có điểm luôn các bạn ạ. Đó, chưa kể không hiểu sao cái súng bóc bị mất luôn, thế mới vi diệu cơ. Đâu nhở, cái map đấy đâu ta? Đây map này chung là chơi được nhưng tuy nhiên là còn vài lỗi không tính điểm. Ok, để cử đã. Map chơi khá xịn, khá vui. Tuy nhiên có còn bị lỗi không tính được điểm khi hạ gục team bạn đó. Mong chủ map sớm cập nhật thêm nha team. Ok, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 17 tháng 12 năm 2020. Ok bạn ơi, nói chung map này chơi cũng được. Bạn nào rảnh thì có thể chơi thử map này nhá, hoặc là vào thẳng trang cá nhân của mèo béo chọn phần map đánh giá để chơi thử nhá. Ok, video xin phép được kết thúc đấy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.